con tim hiệp nhất yêu thương. Cùng chung tay ta đắp xây con đường phục vụ. Dù chung gai ta sánh vai qua ngày tháng dài, lòng mệt mài vững đôi chân về mái tương lai. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất. Làm nhân chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Nói gương tình yêu nơi ba ngôi hiệp nhất không thôi. Làm nhân chứng đi khắp nơi với đời phục vụ. Dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì. Vì đường đời có ba ngôi dù lối không thôi. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất. Làm nhân chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Ra đi bạn ơi, loan tin vui hạnh phúc không ngơi. Về muôn nơi khơi cháy lên tinh thần phục vụ. Và hiệp nhất bao trái tim đang còn ghét hờn. Cùng một lòng sống yêu thương làm chứng muôn phương. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất. Làm nên chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Về đây muốn con tim hiệp nhất yêu thương. Cùng chung tay ta đắp xây con đường phục vụ. Dù chung gai ta sánh vai qua ngày tháng dài, lòng mệt mài vững đôi chân về mái tương lai. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất. Làm nên chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Nói gương tình yêu nơi ba ngôi hiệp nhất không thôi. Làm nhân chứng đi khắp nơi với đời phục vụ. Dù gian nguy ta bước đi không sợ hãi gì. Vì đường đời có ba ngôi dù lối không thôi. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất. Làm nhân chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Ra đi bạn ơi, loan tin vui hạnh phúc không ngơi. Về muôn nơi khơi cháy lên tinh thần phục vụ. Và hiệp nhất bao trái tim đang còn ghét hờn. Cùng một lòng sống yêu thương làm chứng muôn phương. Cùng chung bước ta bước theo Đức Giêsu phục vụ. Cùng chung tay ta xây nên tình hiệp nhất. Làm nhân chứng cho Chúa ta sống hiệp nhất phục vụ. Cùng Giêsu ta đi tới vùng ngoại vi. Đi về muôn nơi, cho muôn nơi và niềm vui không ngơi. Ta không ngơi nên tình yêu ra khơi. Ta ra khơi dù bao chơi vơi. Bao chơi vơi không phải ta buông lời. Anh em ơi xin đừng lo chơi vơi. Mau ra khơi tôi cũng mau ra khơi với Đức Kitô. Nào anh Đức Kitô đang cùng ta lướt qua quá ngàn sóng.
mừng mùa nơi, cùng chia sớt với hết bao người bốn phương, phủ lấp tình thương trái tim ai đang sầu vương. Đại dương bốn phương có Đức Kitô là đường. Nào anh em ơi, mau ra khơi cùng Đức Kitô, ngàn cho muôn dân luôn yêu thương về một Thiên Chúa. Cùng nhau ra khơi mang yêu thương về khắp muôn nơi và luôn hăng say ta chung tay xây dựng nước trời. Về muôn nơi cho muôn nơi ba niềm vui không ngơi, ta không ngơi nên tình yêu ra khơi, ta ra khơi dù ba chơi vơi, ba chơi vơi không cần ta buông lời. Anh em ơi xin đừng lo chơi vơi, mau ra khơi tôi cũng mau ra khơi với Đức Kitô. Cũng đã tới giờ cha Giuse Chánh Sứ sẽ chính thức công bố chương trình đêm hoan ca để mọi người chúng ta cùng hợp hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, mừng kính thánh quan thầy Francisco Xavier. Để cho chương trình đêm hoan ca của chúng ta được thêm phần trọn vẹn hơn, có Thiên Chúa ngôi ba hiện diện ngự trị, chúng con xin mời cha Chánh Sứ, cha Hán là cha giáo giáo phận cùng toàn thể quý chức quý cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên cùng nguyện xin ơn Thiên Chúa hát Chúa Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng mỗi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương mến ô con ngày đêm nhuần thắm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Giáo họ lạc lội chúng con xin hân hoan nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của cha Giuse Chánh Sứ, cha giáo, quý viên chức cùng toàn thể quý cộng đoàn đã về dự chương trình đêm hoan ca đẹp thay những bước chân của giáo họ chúng con buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên, con xin mạn phép được thay lời cho hơn 1.000 con tim trong giáo họ. Xin được gửi tới cha Giuse Chánh Sứ, cha giáo, quý tu sĩ, quý viên chức cùng toàn thể quý cộng đoàn lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Chúc cha Giuse Chánh Sứ, cha giáo chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và bình an. Chúc cho toàn thể quý viên chức, quý cộng đoàn dồi dào sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Và để cho chương trình đêm hoan ca của chúng ta được bắt đầu, được xuất sáng trong tình yêu thương của Thiên Chúa, ngay sau đây, chúng con xin trân trọng giới thiệu cha Giuse Chánh Sứ sẽ chính thức lên công bố khai mạc chương trình đêm hoan ca của chúng ta.
Trọng kính cha giáo Đa Minh, quý thầy, quý dì, quý chức trong toàn giáo xứ, cũng như quý cụ, ông, bà, cũng toàn thể anh chị em, quý khách xa gần. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau trên nền nhà thờ mới của giáo họ Nạc Lội để chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chúng ta ca tụng những bước chân, những bàn chân. Chúng ta biểu dương ca tụng những bàn chân không phải là những bàn chân trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng chúng ta ca tụng những bàn chân, những bước chân can đảm, những bước chân hy sinh, dám bước đi để loan báo, đem tin mừng ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho tất cả mọi người. Và những bước chân đó chính là bước chân của Thánh Francisco Xavier, quan thầy của giáo họ Nạc Lội chúng ta. Chính Ngài đã bước ra đi từ châu Âu để đến châu Á, một nơi có thể là nói rằng kinh đô của ánh sáng, để bước đi trong một tăm tối mù mịt. Nhưng chính những bước chân can đảm này vượt bao sóng gió, vượt bao gian nan để đem tin mừng ơn cứu độ của Chúa đến cho châu Á chúng ta. Và đặc biệt chúng ta hôm nay có được như hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây với đức tin như thế này, đó là nhờ những bước chân can đảm, những bước chân loan báo tin mừng. Bởi thế mà chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa, ca tụng những bước chân. Và trong ngày vui của giáo họ Lạc Nội hôm nay mừng kính Thánh Quan Thầy, xin cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta tràn đầy ơn Chúa, dồi dào ơn bình an. Và xin Thánh Quan Thầy Francisco Xavier luôn cầu bầu cùng Chúa tuôn đổ muôn ơn phúc lành xuống cho tất cả chúng ta. Chính bởi thế mà cha xứ tuyên bố trong buổi hoan ca, ca mừng những bước chân hôm nay, bắt đầu. We'll be right back.
quý vị dành tràng vào tay cho tiết mục của giới trẻ khai mạc hòa tấu trống chào mừng. Vâng, thưa toàn thể quý vị, với tiết mục hòa tấu trống chào mừng và túc ca bài Tình Chúa Đời Con sáng tác nhạc sĩ Trần Phúc đã đem đến cho chúng ta với phần khai mạc rất sôi động, rất tươi trẻ, rất mới. Chúng con xin được thay lời cho ban tổ chức cảm ơn tiết mục rất ý nghĩa của đoàn giới trẻ. Và ngay sau đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ đến với ca khúc Ánh Sao Trời Đông qua sự thiện của ca đoàn giáo họ Lạc Nội chúng con sẽ trình bày.
chúng con rất nên lòng biết ơn cha xứ, cha giáo cũng như quý cộng đoàn đã ủng hộ cho tiết mục của chúng con. Để rồi chúng ta đã thấy được sự gian lan nguy khó của những nhà truyền giáo cũng như thánh nhân Francisco của chúng ta. Chúng ta đã được thấy trong bài hát được đón nhận những cánh hoa anh đào rất thơm tho, rất mỹ miều. Và để rồi chính những bước chân đó đã cho chúng ta có ngày hôm nay. Cho con xin tri ân tới tất cả các quý vị và tiết mục của các đoàn vừa rồi. Thì ngay sau đây, chúng con xin trân trọng giới thiệu tới quý cha cũng như quý viên chức, quý cộng đoàn với tiết mục tiếp theo của Hội Kèn Đồng do họ Lạc Lội chúng con sẽ trình bày. Xin quý vị dành tràng vào tay cho tiết mục của Hội Kèn với những tiếng kèn rất hay, rất ngọt ngào du dương. Xin mời vị đại diện sẽ nhận quà của ban tổ chức. Vâng, kính thưa quý vị, ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ đến với tiết mục Con Dâng Chúa qua sự thiện của các em nghĩa binh giáo họ Lạc Nội. Tiết mục Con Dâng Chúa của Linh Mục Nguyễn Mộng Huỳnh.
Chúa đôi tay này từng vất vả làm cho tê tái, con dâng Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng chịu bao ngày, con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại, bởi trời đất mãi luôn vần xoay và cuộc sống bon chen từng ngày. Đây đôi mắt trông lên ngài khi nỗi buồn làm cho chơi vơi, đầy đau đớn xe bờ môi những lần gục ngã trong đời, đầy mơ ước trôi qua rồi đã làm sâu héo. Dành cho bàn tay cho tiết mục của các em nghĩa binh giữa họ Lạc Nội chúng con với con dâng Chúa. Ngay sau đây thì chúng con xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ đến với tiết mục của giáo lý viên và giới trẻ toàn xứ với tiết mục Làn Sóng. Xin mời. Sông lướt xóa qua hết biển sông, trong danh Giê-xu kết chúng ta là một, mang tin lành đến mọi nơi, băng qua rừng sâu biển khơi, chúng ta hiệp nhất nên một làn sóng lớn. Giê-xu, Giê-xu luôn bên ta, Ngài ban sức sống mới, Ngài ban thêm năng lực, hãy cùng nhau ta mau lên đường. Giê-xu luôn mơ rơi, nào hãy tiến bước tới, kìa là sông phúc âm, mang tình lành đến cho muôn người. Chúng ta là những ngọn sóng
lướt xóa qua hết biển sóng. Trong xanh Giê-xu kết chúng ta là một. Mang tinh lên đến mọi nơi, băng qua rừng sâu biển khơi, chúng ta hiệp nhất nên một làn sóng lớn. Giê-xu luôn bên ta, Ngài ban sức sống mới, Ngài ban thêm năng lực, hãy cùng nhau ta mau lên đường. Giê-xu, Giê-xu luôn mơ rơi, nào hãy tiến bước tới, kìa là sống phúc âm, mang tình lành đến cho muôn người. Xanh Giê-xu kết chúng ta là một, mang tinh lên đến mọi nơi, băng qua rừng sâu biển khơi, chúng ta hiệp nhất nên một làn sóng lớn. Giê-xu, Giê-xu luôn bên ta, Ngài ban sức sống mới, Ngài ban thêm năng lực, hãy cùng nhau ta mau lên đường. Dành tràng vào tay cho tiết mục của giám đốc viên và giới trẻ toàn xứ. Vâng thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng với giới trẻ do họ Lạc Bắc đi tìm gặp gỡ Chúa vì quê hương chúng con còn nghèo, còn đói, còn nhiều khổ đau. Chúng ta hãy cùng với các bạn giới trẻ nguyện xin Thiên Chúa sẽ ngự trị hiện diện tại khu vực giáo họ chúng ta hôm nay để xin Chúa sẽ tăng thêm nghị lực cũng như cho mỗi người chúng ta được gặp Chúa trong chính mỗi người chúng ta. Xin giới thiệu tiết mục của giới trẻ giáo họ Lạc Bắc với ca khúc Gặp Chúa Trên Quê Hương. Thank you.
vị dành trò vào tay ạ. Đó chính là một ca khúc rất tâm tình mà một giọng ca rất ngọt ngào của giới trẻ do họ là Bắc đã đến với chúng ta rất đơn sơ. Như vậy thì ngay sau đây thì thưa toàn thể quý vị, để mỗi người chúng ta được bước đi những bước chân loan báo tin mừng thì phải nói đến rằng chúng ta phải gieo giống. Chúng ta phải gieo giống thì chúng ta sẽ được gặt những vụ mùa bội thu. Ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị quý chức, chúng ta sẽ đến với tiết mục người gieo giống của những bà mẹ giáo họ Lạc Nội để chúng ta xem những tài gieo giống của các bà. Xin mời quý vị. Gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, người gieo giống vất vai hạt giống trên đường, và muôn chim tung bay xa xuống dành nhau ăn mắt, muôn hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy cương tâm bền vững thì nắm chắc. Gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đá soi nghèo, trời bừng sáng nắng trôi hạt giống tan đi khô mất, ôi hạt vàng tung rơi trên sỏi đá muôn vàng. Ơi người ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc. Gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống rơi trên gai gốc bên đường, và gai gốc vươn lên hạt chấm mọc đi khô mất, thương hạt vàng tung rơi trên gai gốc bên đường. Trên mảnh đất hoa màu.
tràng pháo tay đến từ quý vị. Xin được cảm ơn với tiết mục rất ý nghĩa Những Người Gieo Giống của bà mẹ giáo họ chúng ta. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một ánh sáng, không phải là những ánh sáng đẹp đẽ ở sân khấu của chúng ta, và đó chính là ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng soi đường chỉ lối. Xin quý vị, chúng ta sẽ cùng với Ban Đồng Giáo họ Đạc Nội đến với tiết mục Ánh Sáng của Ngài. Bình minh thăm sáng chiếu rạng ngày đời con này, tình yêu Thiên Chúa soi dọi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy khó, dù bão táp phong ba, dù chập chùng gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa dù con bước tới khắp nẻo đường thế gian, Chúa dìu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đường con đi theo Chúa ngầm ánh sáng yêu thương, trọn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vâng. Tựa bình minh thăm sáng chiếu rạng ngời đời con này, tình yêu Thiên Chúa soi dọi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy khó, dù bão táp phong ba, dù chập chùng gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa dìu con bước tới khắp nẻo đường thế gian, Chúa dìu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đường con đi theo Chúa ngầm ánh sáng yêu thương, trọn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vâng. Bình minh thăm sáng chiếu rạng ngày đời con này, tình yêu Thiên Chúa soi dọi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy khó, dù bão táp phong ba, dù chập chùng gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa dìu con bước tới khắp nẻo đường thế gian, Chúa dìu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đời con đi theo Chúa ngập ánh sáng yêu thương, trọn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vâng. Đường con đi theo Chúa ngập ánh sáng yêu thương, trọn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vâng. Xin quý vị dành tràng pháo tay cho tiết mục của Ban Đồng Giáo họ Đạc Nội chúng con. Vâng, thưa thầy quý vị, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng với ca đoàn giáo họ Lạc Bắc để chúng ta cùng hát khúc ca tạ ơn tri ân Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là cho chương trình đêm hoa ca của chúng ta hôm nay. Sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiết mục của ca đoàn giáo họ Lạc Bắc với khúc tạ ơn.
đời con là những nốt nhạc thiên Chúa thêu dệt lên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là tiếng hát vang xa, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc diệt ngoan, Chúa thương tràn lan cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc hoan khiên, Chúa đã tôi luyện thành tình yêu chung chuyên. Ca vang tình thương Chúa, mãi muôn đời để con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó ngập tràn, vì đời con tân can là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa luôn tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Đời con là những núi hoan khiên, ca vang muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc đồng ban phúc ân tràn lan cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc Chúa đã tôn nguyện thành niềm tin trung chuyên. Xin tạ ơn con, xin tạ ơn Chúa. Muôn đời con xin tạ ơn Chúa, dù trần gian bao khó ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin đời ta bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa, dù trần gian bao khó ngập tràn, vì đời con tân hoan là hồng ân. Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thương dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là những ca vang muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc sống ban cũng ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những lúc hoan khiên, Chúa đã tôi luyện một tình yêu chung. Tạ ơn con, xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin đời ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Dù trần gian bao khó ngập tràn, vì đời con tất cả là hồng ân. Thưa quý vị, tạ ơn cũng là tiền đề của việc xin ơn. Mỗi người chúng ta hãy cùng xin ơn Chúa ban muôn ơn lành cho mỗi người, mỗi gia đình chúng ta. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Câu đoàn Giáo họ Nạc Nội để rồi đẹp thay, ôi thật đẹp thay, những bước chân thật tuyệt vời đi rao giảng tin mừng đến với ca khúc Đẹp thay những bước chân của Linh Mục Nguyên Lễ. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Thưa toàn thể quý vị, đẹp thay, ôi thật đẹp thay, những bước chân đã rất hùng hồn để rồi đi loan tin báo, tin mừng cùng với cao đoàn giáo họ đặc đội chúng con vừa đến với quý vị. Thì ngay sau đây chúng con xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ đến với tiết mục đơn ca lời thì thầm dâng Chúa qua sự thể hiện của Kim Cúc sẽ thể hiện ca khúc này. Giọng ca của Kim Cúc dâng lên Chúa những lời thì thầm để chúng ta hãy thân thương với Chúa. Mà ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng với giọng ca của Minh Đạo đến từ giáo họ Nắc Bắc hãy ca vang tình yêu Chúa. Xin mời giọng ca Minh Đạo sẽ trở về sân khấu. Xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với ca khúc ca vang tình yêu Chúa. Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thơ khát khao tình mến. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi và luôn đỡ nâng đời con với bao êm đềm. Con ta tình yêu mến thương, tình ngài
xuân tô đẹp ước mơ. Tuổi thơ yêu dấu, ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con và luôn đỡ nâng vui an. Hôn con mỗi khi buồn vui biết bao êm tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với ca khúc Tình Chúa Cao Vời qua sự thiện của Thành Đồng đại diện cho giáo họ Lạc Hoàng.
cho cân xứng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng. Yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào? Để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi. Ôi vì yêu con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình chàng, mà nên nhân chứng của cha, truyền rao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp dân ta, gọi con giữa muôn muôn người, đời con dám mơ gì hơn? Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào? Để cho cân xứng Chúa, để cho cân xứng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến thân mình, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đồ của cha, và nên nhân chứng của cha, truyền rao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa, rồi con sẽ đi gặp cho tình yêu, rồi
Trong phát thanh đồng nhiệt của quý vị dành cho thưa toàn thể quý vị, cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là một hồng ân, những công trình kỳ diệu mà tay Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Để rồi đời mỗi người chúng ta hãy cùng dâng lên Thiên Chúa để Chúa luôn che chở, Chúa luôn nâng đỡ cho mỗi người chúng ta ngày càng hạnh phúc hơn. Thưa toàn thể quý vị, đó chính là những lời mà Thành Đồng cùng với tất cả quý vị chúng ta vừa hát lên những lời khúc ca tạ tri ân Chúa. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tiết mục đơn ca Lời Mẹ Nhắn Nhủ của Hương Nhài. Xin mời quý vị chúng ta thưởng thức. Thank you.
xin chào mọi người đến từ quý vị với tiết mục của Hương Nhài. Như vậy để chúng ta sẽ có sự thành công, đại thành công, đoàn kết, đại đoàn kết, cũng như chương trình thánh lễ của chúng ta ngày mai được thành công tốt đẹp. Và chúng ta kết thúc cho chương trình đêm hoan ca buổi tối nay một tràng pháo tay rất đông nhiệt. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và còn rất nhiều những lời ca tiếng hát cũng rất mong muốn được đóng góp chương trình hoan ca của chúng ta. Nhưng vì chương trình điều kiện có hạn, chúng con xin phép chân thành tri ân và cảm ơn tới tất cả quý vị.